Ơi, chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mới. Mình mới mua lên sen đỏ. Đây là sản phẩm từ cái shop Điện Sài Gòn. Cái này là 263.000. Mình sẽ mở hộp cho bạn xem. Đây. Cái này là cái cục pin Inco 12V. Thì cái cục pin này mua về để mình chạy vô cái bơm nước áp lực mini 12V các bạn. Rồi kéo điện thấy nó lằng nhằng quá nên mình mua cục pin về để mình làm cho nó đỡ vướng víu. Cái cục pin này nếu mà sử dụng mà mình vặn cái điều tốc mà ở mấy mức nhỏ nhất thì cái cục pin này có thể xài được hơn 1 tiếng rưỡi. Rồi mình thấy cái khoảng thời gian nó như vậy là nó cũng hợp lý rồi, tại vì mình đâu có cắt liên tục đâu, mình chỉ cần xài 2 quả như vậy thôi là mình có thể làm việc được cả ngày à. Mình tính mua cái pin dạng như pin đứng tròn kia nhưng mà mình thấy nó không có gọn như pin này, pin nằm thì nó gọn hơn, mình mua pin này. Đây thông số kỹ thuật nó đây. Made in China. 12V pin Lithium 1,5 ampere giờ. Pin này là pin dạng gài mà có kiểu sạc là adapter. Ở đây nó có đèn báo pin luôn nè các bạn. Cái này nó hiện đại hơn cái pin 12V dạng tròn nhỏ ở kia là nó có đèn báo pin. Cái này cũng là cục pin 12V. Dung lượng nó cũng 1,5 luôn nhưng mà nó nhỏ gọn hơn tí xíu. Mà mình sử dụng cho cái máy bắn vít này. Còn cái này mình mua về không phải sử dụng cho cái máy này. Mình mua về để mà mình gài vô cái bơm các bạn. Đây là cái bơm của mình đây. Mình mua về chỗ này mình sẽ chế một cái đế gài, rồi sau đó mình sẽ gài cục pin nằm bên cạnh đây để cho nó nhìn nó gọn hơn, có vẻ vuông vức hơn là cục pin này. Cục pin này thì cũng đẹp nên là mình mua cục pin này. Sẵn là mình có cái adapter sạc cho cái máy này rồi các bạn, thì mình thấy mình sạc cho cái quả pin này luôn. Rồi mình cắm sạc cho quả pin này để coi sạc được không. Đèn đỏ sạc bình thường nha các bạn. Nó mình tận dụng được cục sạc của cái máy này để mình sạc cho cái bộ pin này. Mình thấy hàng Trung Quốc mà
nó cũng đầu tư, nó chịu khó nó làm khuôn đồ đẹp lắm các bạn. Không có ba vớ hay gì đâu. Cái này mình sẽ chế một cái đế để mình gài cục pin sau. Nhưng mà ở trên trên Shopee mình thấy nó cũng có bán những cái đế đó, nhưng mà những cái đế đó của cái pin 20V mình nghĩ là nó sang, nó kích thước nó khác, nên là về mình mua về mình chắc mình không xài được, nên mình thôi chế cho chắc cú. Thử cho nó chạy thử xem như thế nào. Rồi giờ mình lấy hai đầu cót này mình kết nối vô đây, là mình ghim vô quả pin thử rồi nó thế nào. Các bạn lấy đầu cót bấm rồi các bạn kẹp dẹp nó lại rồi. Cái này làm tạm thời thôi. Cái nào dương cái nào âm nữa ta, để coi lại vị trí của cái cục này. Dương dương nằm phía trên, dây xanh cho vô đây. Mới mạnh ngon các bạn. Các bạn cũng có thể mua pin này rồi về mình chế một cái đế rồi mình gắn vô thằng này cũng được để cho nó đứng luôn. Cái mình chế chắc là được hết đó. Mình kiếm cái vỏ nhựa hay gì đó là mình bào, mình đẽo gọt rồi mình gài vô cục pin này cũng dễ thôi. Còn cái cục này thì nó nhìn nó nhỏ gọn hơn nhưng mà nó không có đứng được. Bỏ vô là nó chỉ để đặt nằm thôi. Cái cục này thì mình mua về để mình gắn cho cái máy bơm mình đem ra công trường mình xài, chứ mình không không chủ yếu xài cho cái máy này, mình để mình test thôi. Trên cái cục này nó có báo pin luôn các bạn. Như cái quả này là 263.000, thì mình thấy giá nó cũng hợp lý rồi. nếu mà cái quả này của Makita chắc cũng cả triệu á. Thì pin của Inco xài cũng tốt các bạn. Cái máy này mình xài 2 năm mà mình thấy quả pin này nó vẫn còn nạp sạc rất là tốt. chứ nó không có bị tình trạng như mấy cái máy Trung Quốc kia đem về cái quả pin bị hư, nhiều nhất là cái quả pin xài khoảng được 1 tuần là coi như là văng cục cái quả pin luôn. Đặc biệt là các bạn nào mua mấy cái máy Makita nhái đó, quả pin cực kỳ giống luôn. mà mình thấy quả pin của Inco mình không biết cái cell pin ở bên trong đó là cái cell nó thế nào mình không biết, nhưng mà thấy nó rất là tốt cho nó. không có tệ đâu.
giờ mình sẽ gỡ viên pin này ra để cho các bạn xem nội thất cũng như cái cell pin ở trong nó hiệu gì nhé các bạn. Còn về cái mạch điện tử thì mình cũng không rành lắm, các bạn nào rành thì xem đánh giá nó thế nào thôi, các bạn có thể bình luận comment bên dưới. Giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Cái này con ốc nó cũng làm khá kỹ các bạn, nó cũng sử dụng ốc 6 cạnh. Cái này là cái mạch báo pin của nó nè. Giờ mình sẽ lấy bộ pin đó ra. Rồi bỏ cái vỏ qua một bên. Giờ mình sẽ soi nó cho các bạn xem. Thì cái bộ pin này mình thấy nó làm khá cầu kỳ các bạn. Này các bạn thấy nó làm cái vỏ không? Ok. Đây là cái mạch 3S này, trên thị trường nó có bán này các bạn. Nhưng mà mình thấy trên thị trường thì bán nó không giống vậy. Có lẽ nó bố trí linh kiện hay khác một chút. Thì cái mạch 3S thì cái này ba cell pin nối tiếp lại với nhau. Đây ký hiệu chân hai chân tải nè, V trừ nè, V cộng nè, cái chân này để gài vào cái máy khoan đó. Còn cái đầu bên đây là đầu B cộng nè, nối với cực dương đầu tiên nè. Rồi cái đầu B trừ bên đây. Đây này đầu B trừ nè, sẽ nối với lại cái cực cực âm. Cuối của cái dãy pin nối tiếp này. Còn hai cái đầu B1 với lại B2 bên đây là nó sẽ nối vào cái điểm nối tiếp giữa cực dương của cái quả pin đầu tiên với lại cực âm của quả pin thứ hai. Và bên đây cũng vậy. Thì chang nhau luôn. Có nghĩa là ba cái quả pin này á thì nối tiếp với nhau, thì cái điểm nối tiếp giữa cực dương với lại cực âm của quả pin kia á, là mình sẽ cho nó vô cái điểm B1 nè, với lại B2 bên đây cũng vậy luôn. Còn hai cái đầu này thì cái đầu dương này cho vô cái quả pin đầu tiên. Còn bên đây đầu âm rồi cho vô cái quả pin cuối cùng này các bạn. Đó. Nói chung là mình chỉ biết vậy thôi chứ những cái con linh kiện trên đây thì mình cũng không rành lắm đâu. Còn đây á. Đây là cái hiệu của quả pin nè. Đó, cái hiệu 2 star. Thì các bạn xem để tham khảo cho đánh giá, nếu mà các bạn biết thì các bạn có thể comment bình luận bên dưới. Còn cái hiệu này thì mình không biết nó có bền hay nổi tiếng gì trên thị trường không thì không biết. Trên thị trường thì mình nghe những anh kia bảo là pin Samsung là nổi tiếng nhất thị trường rồi, còn pin này thì chẳng biết. Ngày sản xuất là ngày 1 tháng 2 năm 2019, qua pin này sản xuất năm rồi. À, ở đây mình phát hiện ra là ngay chỗ này nó có một cái sợi dây, nó có hai sợi dây chứ, để đưa vào trong cái mạch này.
chắc là cái này là cái cảm biến để khi mà nó phát hiện cái quả pin bị nóng lên thì nó sẽ nhắc, nó sẽ không cho làm việc tiếp nữa, chắc mình nghĩ là vậy. Đây là cái mặt đấu lệ, cái con này cảm biến này, nó đưa nó dán sát vô bề mặt của quả pin này để mà nó kiểm tra nhiệt độ của quả pin. Mình nghĩ chắc vậy, còn mình cũng chẳng rành lắm. Đó, các bạn quan sát thấy nó làm cái vỏ pin rất là cầu kỳ không? Nó có khung. Đó, cái phần mà để giữ cái bo mạch lại thì nó làm bằng cái chốt bằng nhựa đây các bạn. Nó giữ bo mạch lại chứ nó không có dán keo hai mặt gì hết nha. Nó không có dán keo hai mặt mà nó cũng không có bỏ cái giấy cách điện vô nữa. Nó không có như thế. Đó là cái mạch này nó sẽ cho nằm cao lên phía trên luôn, là không có đụng gì tới quả pin hay là cái phần nhựa bên dưới ạ. Ở đây nó cũng có một cái chốt gài để giữ cái mạch lại. Còn mình thấy những anh hay đóng pin đó thì làm cái bộ pin nó không có cái khung này các bạn. Mình chẳng thấy cái khung này, hoặc là có thì nó cũng không được đẹp như vậy đâu. Thì người ta sẽ dán lên trên một cái lớp cách nhiệt, cách điện gì đó, rồi xong rồi bỏ cái mặt này lên. Vậy thôi, rất đơn giản. Đây là cái mạch báo pin. Rồi mình chỉ cho các bạn xem sơ qua như vậy thôi chứ mình sẽ không có gỡ nó ra. Mình không gỡ nó ra tại vì đây nó dán cách điện rồi này nọ rồi nó khá kỹ, nên mình gỡ ra thì thấy không tiện lắm. Mình cho các bạn xem sơ qua như vậy thôi. Thì theo mình đánh giá thì quả pin nó làm khá là kỹ, nó chăm chút về mặt chi tiết khá tốt. Rồi thì với giá 260.000 thì mình thấy quá ổn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.